người đàn ông bị trăng khủng cắn cổ quý khi đang đi vệ sinh. Quý vị và các bạn thân mến, Atabond Bulmaktray, người Thái Lan, đã có một trận đổ máu kịch liệt với con trăng khổng lồ sau khi con quái vật bò lên từ ống thoát nước dưới bồn cầu và cắn vào đúng chỗ hiểm khi anh này khi đang giải quyết nỗi buồn. Buổi sáng hôm đó, Atabon, 38 tuổi, sống tại Trang Trang Sao, phía đông thủ đô Bangkok, vừa ngồi xuống bồn cầu trong nhà mình thì đột ngột anh cảm thấy có con vật nào đó cắn mạnh vào mình. Anh lập tức đưa tay xuống tấm lấy thứ bên dưới và hoảng hồn khi phát hiện ra trông thấy anh là đầu một con trăng khổng lồ. Anh vội thét lên cầu cứu vợ và bắt đầu chiến đấu với con trăng hung dữ. Lúc ấy nó vẫn không chịu nhả ra. Anh Athabon phải vật lộn với con trăng khủng quanh phòng vệ sinh nhỏ hẹp của nhà mình. May mắn thay, ngay khi Athabon tưởng rằng mình sẽ mất củ quý đến nơi, anh đã nhanh trí, nghĩ ra một cách để loại bỏ con trăn. Anh lấy một sợi dây và kịp buộc chặt đầu con trăn vào cánh cửa phòng vệ sinh chỉ vài giây trước khi bất tỉnh. Sau đó, Athabon đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất máu nghiêm trọng. Theo báo chí địa phương, lực lượng cứu hỏa đã được gọi đến để đưa con trăn dài 4 mét khỏi đường ống thoát nước bên dưới sàn nhà vì quá to nên con trăn vẫn mắc kẹt trong bồn cầu. Khi lực lượng cứu hỏa đến, các nhân viên đã dùng búa đi đập vỡ bồn cầu và lôi con trăn ra khỏi vòng vệ sinh. Lúc nó vẫn còn đang sống. Người ta cho rằng con trăn này đã được thả ra ngoài tự nhiên, sau đó nó bò lên từ đường ống dẫn đến nhà vệ sinh và thực hiện vụ tấn công. Được biết tình trạng sức khỏe của Athabon đã ổn định trở lại, dù vẫn chưa được xuất viện.